Quý vị còn nhớ cái cây series 8 tỷ của em không? 7 tỷ không? Người ta trả 7 tỷ em không bán không? Bữa hôm em quay là 25 Tết, là ngày đầu tiên em làm cái chương trình YouTube này. À, bữa nay nó đã chín rồi. Trời ơi, một cây series to thù lù. Nó chín được 5 trái. 5 trái thôi. Nhưng mà ở trên nó chỉ có 5 trái, nhưng ở dưới nó rất là nhiều nha quý vị. À, lâu lâu em ra em lụm cũng được. Đây nè, thấy không? Cái nào mà bị sâu ăn, chim ăn thì thôi. Còn trái nào mà nó còn nguyên thì mình vô mình rửa mình ăn cũng được. Trời ơi, không sao cả. Đây nè. Ăn mà phun phèo phèo đó quý vị. Đây là một khứa, là hai khứa, ba khứa, bốn khứa, năm khứa, là năm cái hộp. Tăng. Quý vị nhớ cái cây đu đủ mà ở ngoài kia của em không? Là lúc đó là em hái được 6 trái. Cây đu đủ này còn đặc biệt hơn nhiều. À, giới thiệu một cái quý vị hết hồn, bật té ngửa liền. Và đây, nó đây. Thằng. Nó chính trái đu đủ mà tưởng trái chuối. Nó thiệt sự là quá to. Quá to. Rồi ăn một người là ăn xỉu luôn đó. Ăn xỉu là bị hận đó, trồng mà tại sao nó không bự đó. Ăn xong xỉu. Ủa sao mình trồng mà nó không bự vậy ta? Chết cha. Đó nghiệp chướng á, mũ. Đó, nữa, mũ nữa. Ây da. Ngắt luôn đi. Đó. Trái đu đủ rất đẹp nha quý vị. Đố quý vị ra chợ mà tìm được trái đu đủ này, cái gì em cũng thua nha. Đây là trái đu đủ độc quyền của nhà em thôi. Trái đu đủ bằng trái chuối già thôi, không có to hơn. Bởi vì mình ăn á, mình cũng phải cắt ra, mỗi người cũng có một miếng thôi, thì trái này ăn một người. Đó, nói chung là vậy. Mình phải biết tính, chồng phải biết tính, không phải là mình lúc nào cũng đông người đâu. Nhiều khi có người ăn trái này vừa rồi, ăn nhiều bỏ uống. À, bữa hôm đó là cái clip nào hả? À đúng rồi, clip mà ăn súp của cha con em á. Là lúc mà em tứ cây thì mọi người nói là có comment vô và Linh đọc hết. Thì mọi người nói là chú Linh ơi phí nước quá kìa. À, giới thiệu với quý vị là nhà này là tứ cây á, là không có dùng nước phong tên mà dùng bằng nước sông. Là bây giờ là thủy triều đã đang lên nè. À, thủy triều đã đang lên. Thì ở xung quanh này là nước hết. Cái này nó không phải là sông, là cái lạch thôi, là từ sông Đồng Nai đổ vô đây. À, và mình tưới bằng cái nước này, chứ mình không có tưới bằng nước phong tên. Cho nên là quý vị yên tâm. Cảm ơn quý vị đã sợ Linh tốn tiền nước. Cho nên là có nói là chú Linh ơi nước chảy nhiều quá, hay là anh Linh ơi nước chảy nhiều quá, phí nước quá. Cảm ơn quý vị đã quan tâm nha. Từng cái mà comment nhỏ nhỏ của quý vị thôi, nhưng mà góp ý cho Linh rất nhiều cái để không bị phung phí trong cái cuộc sống của mình. Cảm ơn. Còn đây thì em trồng ớt, nhưng mà ớt này thì giờ nó cỗi rồi. À, nó hư ha. Đây là trầu. Mai mốt mà có cao á thì sẽ hái trầu, hái cao cho quý vị xem. À, ăn trầu được, nhưng mà ăn ít ít thôi chứ không ăn nhiều. Ăn trầu thì hồi mười mấy tuổi là đã ăn rồi. Trầu cao à, thích lắm, thích trồng lắm, nhưng mà giờ nó mới ra bông. Cái mùa này thì nó chưa có ra trái nhiều, mà ông bà mình nói là được mùa lúa thì úa mùa cao. Thì năm nay cao úa thì chắc hy vọng là được mùa lúa nè. Kính thưa quý vị, Linh đứng gần cái cây này, quý vị thấy cái dáng cây với cái dáng người trồng cái cây này chưa? À, là giống nhau không? Khẳng khiu không? Mà cây này á, nếu mà đưa lên á, thì sẽ có người nói là cây này là cây xoan đào. À, nhưng cây này không phải nha quý vị. Cây này là cây sầu đâu. Tức là cái sầu đâu này ở trong miền Nam á, là trộn gỏi với lại xoài bằm nè. Tức là xoài xanh á, bằm
rồi thơm, ở ngoài Bắc còn gọi là quả dứa. À, thì cái lá sầu đâu này nó rất là đắng, cho nên là trong những cái bài hát mà quý vị hay nghe là thương em nên lá sầu đâu đắng hoài là cái cây này đây, là cái cây sầu đâu này đây. À, tức là hái những cái lá này xong xuôi là bắt đầu làm gỏi ăn, thì nó đắng nhưng mà cái hậu nó lại ngọt, nó rất là mát, ăn cái này rất là ngon, cho nên trồng đây để ăn. Thèm quá nhiều khi trộn cá khô vô đó để ăn, khô cá lóc nè, khô cá sặc nè đó, mình trộn vô mình ăn với cái lá sầu đâu này đang nuôi, bây giờ mới nứt nhánh lên thôi. Hôm nay là chủ yếu giới thiệu với quý vị, tại vì mỗi vùng miền sẽ có mỗi cái cây khác nhau. Và ở trong này còn một cái cây nữa, Linh đứng đây, gọi là cây lụa. Tức là cái cây lá lụa này cũng ăn cuốn rau sống ăn, với bánh tráng, với thịt heo chấm mắm nêm cũng được. Hoặc là nước mắm mà mình giả chua ngọt mình ăn cũng được. Đây là cái cây lá lụa nha quý vị. Tức là có lẽ là ông bà mình đặt là tại vì do cái này nè, nó mới ra, tức là nó ra đến cái cơi này, nhưng mà nó vẫn không xanh liền, nên là vẫn còn vàng vàng, vàng như vậy, cho nên là gọi là lá lụa. Còn đây là cây cốc này thì nó đang ra hoa và đang ra trái, nhưng mà cái lá cốc này thì cũng trộn vào trong rau sống để mình ăn chung với lại bánh tráng cuốn thịt heo cũng được, là bánh tráng cuốn cá cũng được, bỏ vô để ăn cho nó có vị. Mà đặc biệt ở đây là ổi nè quý vị. Thấy không? Quý vị thấy không? Trái rất là nhiều nhưng mà tại vì không có thời gian á, không có thời gian để mà bọc từng trái lại là nó hư hết. Đây là chắc đang dưỡng lại. Nhỏ vậy nhưng mà bẻ ra nó hư hết à. Ra mấy cái xoài này bữa nay ra bông rồi. Xoài này bữa nay ra bông rồi. Lâu lắm rồi đó. Bữa nay mới thấy bông nữa đó. Đi đi. Dạ kính thưa quý vị, và sau lưng đây là dàn bầu. Cái dàn bầu đây là đây là trái bầu nè quý vị. À, cái dàn bầu nhà em được một cái là nó biết là mình phải đổi món, cho nên là lâu lâu nó ra một trái. Lâu lâu nó ra một trái. À, thì mình sẽ ăn theo cái kiểu là một tuần lễ hay là nửa tháng mình đổi món. Dù bữa nay là lát nữa là cắt cái trái bầu này vô nấu canh. Đó, một nửa nấu canh, nửa luộc. Đó, rồi bắt đầu khoảng chừng tuần lễ nữa thì mấy cái trái này nó lớn lên. Đó, thì mình lại ăn tiếp cái món bầu trở lại. Chứ ăn hoài thì sợ ngán, cho nên cái cây này nó ra cũng được lắm. Nó ra cứ từng trái vậy đó. Dạ, nhà em có tay trồng cây lắm. Dạ, còn đây là cây khế. Khế này thì chỉ để làm kiểng thôi. Dạ, nó cũng có trái nữa quý vị. Đây, trái đây. Trái nó cũng to, nhưng mà khi nào mà ăn rau sống rồi này nọ thì mới hái nó thôi. Chứ bình thường ai đi ngang qua mà khều hái một cái là ăn một cái là chạy luôn, là người là rung lắc là ghê lắm. Dạ, là vì nó chua là chưa có cái gì là chua, chưa từng. Đứng đây mà nhìn nè quý vị. Đây quý vị thấy không? Đây. Mấy cô nữ nhà em đang leo lên hái me. Hả quý vị coi đi. Đó, rung me. Trời ơi nó rung mà từ ở trong trên cây mà giăng xuống tuốt dưới hầm cá luôn á. Niềm vui của các cô ấy là leo cây. Vô hái vô nấu canh nữa hay làm gì ha, ăn luôn. Ngọt không? Bữa hôm anh ăn chua lè. Thì nó ngọt quá lây hàng xóm luôn đó. À nó ngọt quá nó lây vô hàng xóm luôn. Nhà này được cái khế cũng chua nè, me cũng chua. Bởi cuộc đời em nó chua chát nhiều lắm quý vị. Trái vả là chát phải không? Cây me với cây khế là chua. Xoài cũng chua. Chỉ có cái lời nói của quý vị là ngọt đối với em thôi. Thiệt không có nịnh đâu mà. Làm gì nói gì em cũng làm thấy không? Nếu em bận đồ bình thường là em chơi bụi đồ phép cho em nhổ cỏ liền. Đó, thấy chưa? Bò luôn quý vị. Hái me mà bò ra luôn. Thôi vừa vừa thôi, nhiều lắm rồi.
Còn nếu em hái hết luôn á thì vô xong mình chịu khó mình lột ra. Trời ơi, lột ra xong cái để dành khi nào mà nấu canh chua đó, cái giả bỏ vô. Sau khi mà những cô nữ của em bò trường ở trên cây me thì đây là thành quả của các cô ấy. Đây là rổ me trồng kiển đó nha quý vị. Mà nó ra đây, bây giờ mình hái vô xong rồi mình bóp nó ra, bóp ra xong lấy cái ruột không thôi. Lấy ruột xong là bắt đầu mình bỏ vô trong cái hũ. Bỏ trong hũ khi nào mà nấu canh thì mình lấy ra. Chua này không phải chua thường mà gọi là chua lè. Thôi lụm vô hết đi các cô ơi. Công sức của các cô đó. Ê, giờ ra cây vú sữa, quên giới thiệu quý vị cây vú sữa Hú Hồn. À, kính thưa quý vị, đây là một cái niềm vui rất là lớn của Linh. Bởi vì khi mà quý vị nhìn thấy cái cây này á, là chắc chắn là quý vị biết cây gì rồi gì. Đây là cây vú sữa. Và cái vú sữa này là Linh trồng cũng được mấy năm rồi, do một người con nuôi ở bên Cần Giờ tặng. Và mấy năm trước thì có lẽ là cây nó chưa có bám đất, bám rễ nhiều, cho nên là nó ra hoa rất là nhiều nhưng mà nó không đậu trái. Năm nay là rất là vui mừng khi nó đậu trái. Và cái cây này cũng rất là lớn rồi quý vị. Em trồng cũng 4-5 năm rồi đó. Và nó là một cái loại vú sữa mà màu tím. À, vú sữa màu tím. Và ngày hôm nay để quay cho quý vị coi á, thì thật sự là Linh rất là vui khi mà nó có trái. Mỗi lần khi hồi nó ra bông là mừng, thật là mừng rồi. Nhưng mà bị mừng hụt mấy lần rồi. Và năm nay thì sản lượng nó rất là cao. À, và ngày hôm nay là cái ngày thu hoạch. Bởi vì trái nó đã chín rồi, nó tím hết rồi. Nó đã chín rồi là chờ mình thu hoạch thôi. Và cái sản lượng hôm năm nay á, là cái cây này á, là lúc đầu em ước tính là nó cũng không nhiều vậy đâu. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại được rất là nhiều. Và sản lượng của nó là được 5 trái trên một cây trà bá lửa vậy đây. Nhưng mà dù 5 trái hay là 6 trái gì á, thì nó cũng là cái trái đầu tiên mà nó ra. Và bây giờ Linh sẽ leo lên hái. Một trái. Đây một trái nữa. Hai trái. Đâu à? Còn ở trên cao. Còn trái nữa chưa chín, trái ngoài kia.
Kính thưa quý vị, đây là cây lặt lầy. Linh không biết ở trong Nam gọi là cái gì, nhưng mà đợt đó là Linh đi ra nhà của một cháu đó, ở trên Sơn Tây á, ở ngoài Hà Nội đó, thì Linh trong cái bữa ăn á, thì có đãi cái món này. Và cái món này á, là luộc nó ăn rất là ngon, nhưng mà ăn mấy trái nhỏ nhỏ này thôi, mấy trái này thì nó bị già rồi. Không biết ở trong Nam mình gọi là trái gì, nhưng mà ngoài Bắc thì gọi là trái lặt lầy. Và cái này luộc xong á, thì cắt từng miếng ra vậy đó, thì chấm với lại muối mè mà ngoài Bắc gọi là muối vừng, thì nó rất là ngon. Đây là cái cây này, là bữa hôm vô tình nó rớt cái hạt ở đây, cái rồi nó mọc ở lên đây rồi thôi, để ăn luôn. Mà nhiều quá ăn hết quý vị, để là nó bị lớn nó già rồi, nhưng mà để về nó cũng đẹp để lại. Clip hôm nay thì Linh sẽ ngừng lại ở đây, giới thiệu cây trái của nhà mình chút xíu vậy thôi. Hy vọng là sẽ có nhiều cây clip khác quý vị sẽ theo dõi. Cảm ơn quý vị nhiều nha. Không phải em phải làm vlog đâu, làm cuộc sống đời thường của em thôi. Cảm ơn quý vị nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại.